Dạ, mạnh nhất mong của chú anh chị nhín ra một ly cà phê, một gói thuốc gì đó, hay là một bữa ăn sáng, thì mỗi cô chú anh chị đóng góp một phần cũng như là giúp đỡ cho gia đình của chú anh chị. Mà một tô hủ tiếu hay là một ly cà phê thì nó chẳng đáng bao nhiêu cô chú, nhưng mà đó là một mỗi cô chú anh chị chia sẻ gì đã giúp cho một cái gia đình cũng như là một hoàn cảnh đã vượt qua khó khăn của chú. Đây là cái tuyến đường mình đi, đây là buổi tối đó cô chú anh chị, buổi tối là em chuẩn bị chuyển vào đó, chuyển bằng xuồng dưới ghe dưới sông này nè cô chú, đó cỏ không nè, chuyển vào bên đường ruộng. Đường ruộng à? Dạ, chuyển vào đường ruộng bên thay đổi rồi, tại vì chuyển vào bên cái con kênh này thì sẽ đi vô ngay nhà, đó là cũng kiên kỵ nên không có chuyển đi bằng cái đường kênh này được. Đó, với lại thứ nhất, thứ hai nữa là em nó cũng còn nhỏ đó, trong gia đình cũng còn người lớn nữa, nên không thể nào mà cho em đi thẳng vào nhà, nên cho em đi bên mé thôi, rồi để em nằm cặp hông vách nhà đó. Đây là Hải đi, chắc có vẻ cùng với tất cả các anh em đang quay. Đó là cháu của tôi, là bữa nay nó về quê mà không được đi trên bà lộ mà đi dưới ruộng, hồi là phải đẩy vô. Dạ. Mất phải rất là gian nan luôn, nguyên bậc của chú anh chị. Tôi rầu khổ lắm thiệt. Thì đi nghèo. À biết sao nói giờ. Từ giờ thấy biết sao không, chưa thấy chỗ nữa. Bé chỉ vô làm ở công ty từ ngoài lộ, từ lộ dầu nhà là không có xa gì chú. Thì khoảng này đó có 500 mét hả? 500 sao nhất luôn nha. Mà đường lộ cũng khó đi. Trên kia luôn, trên bùng nó tại về thì cũng đã chú bây giờ lắm. Ám trời nó đợi hồi á về được đường ruộng, người chia sẻ là được mình ta đi lên bờ này đó hen. Đường ruộng này. Đó. Trời ơi, khổ lắm. Nghèo. Nói chung vì cuộc sống mà bé muốn giúp đỡ cho cha mẹ phụ kiếm tiền để cho cha mẹ của chú chị. Mỗi một cái dịp Tết rồi chạy vô cô dưỡng mừng lắm. Dạ. Mà bữa nay nó thậm chí bé đi làm lén lút để mà giúp đỡ cho gia đình, nói là đi làm tăng ca thêm của chú anh chị. Kiếm tiền thêm. Dạ. Mà mới có được có ngày thứ tư thôi thì bé không may xảy sự cố như thế này, sự cố đáng buồn như chuyện như bây giờ đó của chú anh chị. Bây giờ thì thậm chí cái này mà đi không khéo là cẩn thận ruộng đồng nè. Bây giờ về nào đây cây cỏ bờ không có đường đi. Bây giờ nó hết có tùm lum hết trơn. Đó. Nè, các cô chú cũng coi xin không xin. Quá trời cái đất này đi không khéo. Đi vô không được. Chụp ếch chết luôn. Quá mà mưa bão tới không mưa mà lại nhiệt như này rồi. Nếu mà mưa thì đi rồi mặn đi mặn cũng thêm. Dạ. Thế giờ phải mà để em quay ra tới chỗ mà đỡ hết giờ chứ đâu có gì làm cho người xem ha. Mà cái công ty cỡ này nó hay nó bị thì không biết Mỹ thi đã tới chưa. Cái nhiều một người đó tặng người ta 2008 thôi nha. Đóng nhà giỏ cái đầu ngõ của một tiền này kia rồi với trong gia đình khó khăn lắm. Không có để mà tiền với những anh em gì đó. Nước của cha mẹ rồi, chứ cha mẹ ở nhà đỡ, cha mẹ cũng đi làm luôn. Rồi tới ngoài lộ ngoài kia tới chừng mà hôn một phút mà tới lộ nhớ mà nó hôn mà nó bị tình huống vậy đó là cha mẹ mới quán hồn mới chạy đi kiếm tối hù luôn, thì không có còn cái đường nào mà để kiếm nữa, thì lúc đó là quán loạn rồi. Rồi điện tới tới một lộ luôn rồi đón chứ người rồi đón đưa em về ha. Thật sự chuyển vô cái đường này rất là khó khăn cô chú, khó khăn lắm luôn. Đưa bằng chuyển em vào bằng đường ruộng luôn á. Cảm ơn mọi người đã hướng dẫn ủng hộ cho tao. Đang gửi sao ngày tối nay là em ngủ nhà cho sắp sang mọi người. Có ngày nay thì em có dung đúng là em giúp cho bé được còn mấy triệu ước mơ nữa. Xong rồi bây giờ em quay về nhà của bé Diễm ha. Quay nhà bé Diễm thì em sẽ quay về trẻ trong người xem. Nhà cha mẹ không có được ngôi nhà. Cho bé ha.
không có ngôi nhà để ở, chứ phải được cái nhà ở thì không có nhìn thấy mặt rõ, không có nhận dạng rõ. À, đây nè cô chú anh chị, thì ở đây là tới Mỹ Lộ rồi nè. Từ ở Mỹ Lộ mà chuyển vào nhà là 500m đó cô chú anh chị, mà chuyển bằng đi bằng đường ruộng đó cô chú đó. Đi bằng đường ruộng nè. Vậy nè. Rồi nghĩ hay sao đó. Sự rất là xót xa luôn cô chú. Nãy giờ đi á cũng có buổi trời mới ra được tới cái nhà này nè cả. Lúc này tới giờ luôn. Bên nào chú ơi? Bên trên này. Giờ bắt đầu là ra đón bé đó cô chú anh chị, nhớ quý cô chú anh chị đón xem kế tiếp á. Giờ là bắt đầu ra ngoài phía trước để đón bé đồng quê, chứ không được đi trên lộ, lộ ngoài này thì được, vô trong không có được. Bây giờ mình mắc lộ mà cứ đi vòng đó hả? Đi thẳng đi xéo vậy luôn hả? Đi xéo đó đó. Dạ, giờ tối quá thì quay cho xuống thì xem cũng không rõ. Cảnh ban đêm thôi, giờ này là bé cũng sắp về tới đó chú anh chị. Đó đây nè. Anh thắng luôn nè nè, từ đồng quê mình quay về vô luôn rồi. Đó, vô tới đó. Đó là đi xéo vậy cô chú. Sự rất là xa luôn cô chú. 500 m luôn. 500. Dạ. Đó rồi giờ không có tiền mà để kéo được. Dạ. Khó khăn. Đầu tiên cái này đó là mình vô một cái chân điện là hết bao nhiêu tiền chú? Khoảng cả 30. Ui có 30 nữa hả? 30. Là đầy đủ hết thứ hương không? Thì quý chú anh chị thấy ha, cái đường này, cái đường rất là xa đó, thì Mạnh phải mua cây đèn pin nè cô chú anh chị. Đó cây đèn pin nè, Mạnh gọi cho quý cô chú anh chị xem á, là cái đường này nó vắng như thế nào mà chuyển bé vào khó khăn như thế nào á. Đó khoảng 500m mới vào tới nhà. Đường lộ giờ này nè quý chú thấy nó vắng tanh luôn đó, thì người nhà cũng như người thân là mẹ cụ sớm ở đây ra là ra ngoài phía trước rồi để chuẩn bị đón bé về và phụ để đưa bé vào nhà về nơi nguồn cội của bé là tại quê Sóc Trăng. Mong quý cô chú anh chị chia sẻ cho Mạnh hơn cô chú. Trời đất ơi, gì chắc là tối thui luôn. Chết rồi, do Hồng Mạnh chùm rồi. Chắc là đó, được cái đèn là chùm luôn rồi. Quý cô chú anh chị thấy không, cái đường giờ này vắng tanh mà không có một cái bóng đèn luôn, chỉ có đèn pin thôi. Ở đây xài đèn pin thôi. Thấy bóng đèn chưa, có một bóng đèn nè. Đây có cái bóng đèn đó. Hồi mở chứ giờ chưa mở. Giờ cũng bé sắp về tới đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị chia sẻ cho Mạnh, cô chú chia sẻ Mạnh tay lên cô chú anh chị để có thể nhiều người cũng như nhiều cô chú giúp đỡ cho gia đình. Sình không lúng à. Được cái chuyện vô khó khăn quá cô chú. Từ từ thôi té đó. Dạ. Ôi, chưa. Chưa.
Nguyên chú thấy anh chị thấy đưa bằng chiếc xuồng tại cái đưa chở xuống cái đường này nè, để đưa vào á, thấy sót quá cô chú. Phải kìm á, phải kìm lại sợ nó lật á, nó đừng có lắc á. Chia sẻ giùm cô chú anh chị ơi, chia sẻ cho mạnh đi cô chú. Cũng sắp tới nhà của chú anh chị. Dạ, mạnh rất mong cô chú anh chị nhín ra một ly cà phê, một gói thuốc gì đó, hay là một bữa ăn sáng, thì mỗi cô chú anh chị đóng góp một phần cũng như là giúp đỡ cho gia đình của chú anh chị. Mà một tô hủ tiếu hay là một ly cà phê thì nó chẳng đáng bao nhiêu cô chú, nhưng mà đó là một mỗi cô chú anh chị chia sẻ gì đã giúp cho một cái gia đình cũng như là một hoàn cảnh đã vượt qua khó khăn của chú. Quý chú nhớ nhấn nút theo dõi cho Hùng Mạnh nghe cô chú anh chị. Chú anh chị chia sẻ Mạnh cho Hùng Mạnh nghe cô chú. Nhấn nút theo dõi để Mạnh đăng những video kế tiếp đó cô chú anh chị. Giờ đưa lên nè. Mình bớt đau buồn mấy cô ơi, cho cháu nó yên vô bớt về không có. Chia sẻ cho Mạnh của chú, chia sẻ Mạnh lên cho chú chị ơi. Nói nè, quay quay ở xa cho mình xem thôi nha, mình chỉ là người hưởng ứng thôi. Hồi nãy là biết anh Tâm nhiêu không? 20 ngàn. Cái bàn sắt luôn bước tới nó giữa cái hờ quá chết sót của chú anh chị ơi. Thì quý cô chú anh chị á, chia sẻ giúp Mạnh của chú giúp được cho gia đình của cái diễn của chú anh chị. 5.200 của chú anh chị rồi, mong quý chú anh chị chia sẻ như nhắn nút theo dõi cho Hùng Mạnh của chú để Mạnh đăng những video kế tiếp của quý chú anh chị sẽ đón xem ạ. Sắp
6 ngàn của chú anh chị, cho mình xin một nhân một cái lượt theo dõi của chú anh chị. Chưa biết em Nguyễn là chia sẻ với mọi người của chúng tôi để giúp được cho dân sống của chị. Bé là người ngã thủ nhất cũng như là về những người dạy người cuối cùng nhà quê cội nguồn cũng là người cuối cùng của chúng tôi. Mày vô mày lấy nha, mày đốt nó coi thấm. Đấy con vậy nè. Lấy cái nhang đốt con. Bé cũng được về nhà với cô chú anh chị. Ơi nào cút. Có quẹt chưa? Dạ, kính mong quý chú chị nhín một ly cà phê, một bữa ăn sáng có thể giúp được cho gia đình bé Diễm và cô chú. Thì mình có ghi số tài khoản của chú anh chị, thì mong quý chú chị chung tay mình giúp đỡ cho một gia đình thật sự khó khăn của chú anh chị. Thì quý chú anh chị cũng đã thấy bé Diễm chuyển vô cũng như là đưa vào rất là khó khăn, cũng như không có nhà thì không có đèn điện gì hết, cô chú anh chị thấy xót lắm luôn. Chỉ cần mỗi một cô chú anh chị một ly cà phê thôi hay là một bữa ăn sáng thôi là giúp cho gia đình bé Diễm rất là nhiều luôn. Hiện giờ là có 8 ngàn của chú anh chị đang xem. Thì mỗi cô chú anh chị cho mẹ xin một ly cà phê để giúp đỡ cho gia đình ạ. Cái này là mạnh thật lòng muốn giúp đỡ cho gia đình của bé Diễm của chú, chứ mạnh không có cần mà phải chia sẻ với cô chú anh chị phải cần 500, 1 triệu gì hết, chỉ cần một ly cà phê thôi hay là một tô bún, tô hủ tiếu gì đó là đã giúp được rồi đó cô chú anh chị. Thì ngày mai chưa chắc, chưa ngày mai thì mạnh sẽ làm lại cái danh sách những cô chú anh chị mà đã trao những cái phần tiền, cho dù 10.000 gì đó thì mạnh cũng đọc lên từng cô chú anh chị ạ. Dạ, 9k của chú anh chị đang xem, cô chú anh chị chia sẻ cho mạnh đó cô chú. Mong chú anh chị cho mạnh xin một nhắn một lượt theo dõi của chú anh chị. Thank you.
mạnh thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý cô anh chị là đã yêu thương cũng như là đã trao những cái phần tiền đến gia đình hai vị. Thì trưa ngày mai mình đi làm cái danh sách mà đọc lên những cô chú anh chị đã yêu thương tin tưởng mạnh và cũng như là đồng hành mạnh giúp đỡ mình đặc biệt cho những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn. Thì mạnh cũng làm cái gì luôn luôn đồng hành với những con nghèo với những hoàn cảnh thật sự mà mình cần giúp đỡ cô chú. Thì mạnh sẽ nhận tới ngày 19 cô chú, tại vì bé là ngày 19 là mới yêu thương. Thì mạnh sẽ nhận tới ngày 19, sau đó là mạnh sẽ không nhận nữa cái gì, mình sẽ đi tìm những hoàn cảnh khác để mà giúp đỡ nữa. Thì mạnh rất là mong cô chú anh chị đồng hành, cũng như là đồng hành với những bà con nghèo của chú anh chị, một ly cà phê hay là một bữa ăn sáng của chú anh chị mấy chục ngàn thôi là giúp được gia đình của chú. Đúng không?